Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án giết người, gây dối trật tự công cộng để điều tra vụ nổ súng tại cổng bến xe Vĩnh Niệm xảy ra ngày 17 tháng 10. Cùng với đó, Công an quận Lê Trân quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Bình, sinh năm 1973 ở quận Lê Trân, còn gọi là Bình Đen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xe khách Thanh Long, cổ đông Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải Đoàn Xuân về tội giết người. 7 lái xe, phụ lái quản lý điều hành thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Đoàn Xuân bị khởi tố về hai tội danh nêu trên gồm Nguyễn Đình Vọng, sinh năm 1990, Nguyễn Hải Triều, sinh năm 1974, Hà Mạnh Tráng, sinh năm 1983, Đào Viết Tiếp, sinh năm 1992, Nguyễn Cao Cương, sinh năm 1989, Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Viết Tiến. Theo cơ quan điều tra, Bình Đen và anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977 ở quận Kiến An, có mối quan hệ quen biết với nhau và cùng kinh doanh lĩnh vực vận tải ô tô khách. Quá trình làm ăn đã phát sinh mâu thuẫn nên Bình Đen nhiều lần đe dọa trả thù Tuấn Anh. Thực hiện kế hoạch, tháng 7 năm 2024, Bình Đen chỉ đạo đàn em phân công người hàng ngày theo dõi, ghi lại lịch trình di chuyển, đặc điểm nhận dạng người và phương tiện của Tuấn Anh để chờ cơ hội trả thù. Tối 17 tháng 10, Bình cùng với nhóm đàn em là các bị can nêu trên đi trên xe ô tô Ford Transit bạc, biển kiểm soát 15B 04680, mang theo hai khẩu súng dạng súng săn và hai con dao gấp đến bến xe Vĩnh Niệm. Trong đó, một nhóm đối tượng mặc quần áo chống nắng trùm mũ kín đầu điều khiển xe máy vào bến xe tìm để báo tin khi phát hiện đối thủ. Bình và những người còn lại chờ sẵn ở ngoài cổng bến xe. Khi nhận được thông tin đàn em báo, Bình Đen cầm súng có lắp giảm thanh, đi bộ từ làn đường đối diện tới trước cổng bến, chĩa thẳng bắn vào ô tô do anh Tuấn Anh điều khiển. Thấy vậy, nam tài xế đánh lái né tránh. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục chĩa súng về phía ô tô bắn hai phát, trong đó một phát xuyên thủng kính ghế phụ. Sau khi nổ súng, Bình Đen lên xe rời khỏi hiện trường, chỉ đạo đàn em ném súng, dao xuống sông Lạch Chay, phi tang rồi cả băng nhóm bỏ trốn. Ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử vụ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vinh Nhuận sát hại nữ kế toán. Nạn nhân là nữ kế toán công ty đang mang thai 8 tuần. Tại tòa, bị cáo Giang Yong Wu, 48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vinh Nhuận, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trả lời về nguyên nhân gây án, Giang Yong Wu cho rằng nữ kế toán làm khống chứng từ sổ sách để chiếm đoạt tiền của công ty, nên bị cáo quá bức xúc dẫn đến không kiềm chế được hành vi. Có mặt tại phiên tòa, phía gia đình bị hại phẫn nộ, không đồng ý với lời khai của Zhang Zhonggu, cho rằng hành vi của bị cáo là mất nhân tính. Lúc đó nạn nhân đang mang thai 8 tuần, đã cố van xin nhưng bị cáo vẫn cố tình sát hại. Sau phần xét hỏi, hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng phiên tòa để bổ sung hồ sơ chứng cứ, nguồn gốc số tiền hơn 800 triệu đồng có trong người khi bị cáo bỏ trốn. Đến chiều 29 tháng 10, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Zhang Zhonggu, 48 tuổi quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vinh Nhuận, mức án trung thân về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1 tỷ đồng. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 2023, Zhang Zhonggu đi vào văn phòng công ty gặp chị Lý Thị Mai, nhân viên kế toán để nói chuyện hai người xảy ra cự cãi do Wu nghi ngờ chị Mai làm khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền công ty. Trong lúc nói chuyện, Giang Rong Wu bất ngờ rút hung khí trong túi sách mang trên người rồi tấn công tới tấp nữ kế toán. Chị Mai ngã xuống gầm bàn nơi làm việc. Hung khí trong tay Giang Rong Wu cũng bị rơi xuống sàn. Wu kéo chị Mai dậy. Chị Mai vùng bỏ chạy về hướng cửa văn phòng và bị Wu chạy theo ôm lại và kéo vào trong khu vực nhà vệ sinh. Sát khu vực nhà vệ sinh là bếp nên trong lúc giằng co và kéo chị Mai, Giang Jong-gu lấy dao bầu tấn công chị Mai vào vị trí hiểm yếu, khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Giang Jong-gu điều khiển xe ô tô biển số 61C 45000 bỏ trốn. Để che mắt cơ quan công an, khi đi đến khu vực vườn cao su cách hiện trường khoảng 10 km, đối tượng bỏ xe lại rồi đi bộ ra đường đón ô tô tẩu thoát. Đến tối 30 tháng 3 năm 2023, Giang Jong-gu đến công an phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mới đây, công an huyện Nam Can, Cà Mau cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc con nợ nhằm đòi nợ gồm Tạ Duy Thực, Tạ Duy Đạo, Trương Đình Thắng, Vi Văn Anh và Nguyễn Đức Cương cùng chú tỉnh Bình Dương. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, bà DTK 48 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Can, huyện Nam Can đã đến công an huyện Nam Can trình báo về việc con bà là NAP 24 tuổi bị người tên Thực bắt, đưa về Bình Dương và yêu cầu bà phải chuyển 100 triệu đồng để chuộc lại con. Sau hơn 20 tiếng đồng hồ nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân NAP tại Bình Dương, đồng thời bắt giữ 5 đối tượng trên và di lý về Cà Mau để phục vụ điều tra. Theo kết quả điều tra, năm 2020, gia đình bà Ca chuyển đến Bình Dương làm thuê. Lúc đó P đã vay của thực số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 7% mỗi tháng và đã trả được 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do không còn khả năng trả nợ và liên tục bị đe dọa, gia đình bà Ca đã rời Bình Dương về lại năm căn sinh sống. Ngày 17 tháng 10, nhóm bị can trên do thực cầm đầu đã về Cà Mau để gặp P. Lợi dụng việc rủ đi uống cà phê để giải quyết nợ nần, nhóm đã ép P lên xe và đưa về Bình Dương. Trên đường đi, Thực nhiều lần đe dọa và yêu cầu bà ca phải chuyển số tiền 100 triệu đồng trả nợ, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của con bà. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an thành phố Đà Lạt tổ chức điều tra xử lý 20 nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện ngôi nhà cho thuê trên đường Nguyễn Đình Quân, phường Nam, thành phố Đà Lạt do Nguyễn Văn Thỉnh, 39 tuổi, chú huyện Yên Mỹ, Hưng Yên làm chủ, có biểu hiện nghi vấn hoạt động chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá điểm ma túy này, không để hình thành điểm nóng, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Dạng sáng ngày 27 tháng 10, hàng chục cán bộ chiến sĩ đột kích ngôi nhà ba tầng tại địa chỉ nói trên, phá cửa sắt bắt quả tang 20 đối tượng, 8 nữ 12 nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện thu giữ gói ni lông nhỏ nghi chứa chất ma túy, hai gói khác chứa viên nén nghi thuốc lắc cùng nhiều vật dụng khác. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định nhóm trên có 18 người dương tính với ma túy. Cơ quan công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 20 đối tượng về hành vi trên, đồng thời tạm giữ hai ô tô, bốn xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận về hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy, trước đó trong nhóm có một thành viên tổ chức sinh nhật, sau đó cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy, vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Ngày 27 tháng 10, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá một căn cứ đánh bạc quy mô lớn. Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, phòng cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức Thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Lìm, sinh năm 1972, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Xung quanh nhà là hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh, lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300 mét với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thành sắt. Tụ điểm này có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc đối phó với cơ quan chức năng. Với quyết tâm phá án, đấu tranh trấn áp tội phạm, hồi 17 giờ 30 ngày 27 tháng 10, phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lạng Sơn triển khai 4 tổ công tác đồng loạt bao vây, tấn công từ nhiều hướng vào ổ bạc, bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa. Cụ thể 13 nam và 19 nữ trú tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng, 29 điện thoại di động các loại, hai xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc. Quá trình đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này do đối tượng Trừng Văn Thế, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Bắc Giang, trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc. Mới đây, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ lấy lời khai ông N.A.T., 43 tuổi quê Bình Dương, để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Ông T. là tài xế ô tô va chạm với xe máy rồi cố tình bỏ chạy khi lực lượng công an có mặt. Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 27 tháng 10, ông T. lái ô tô 5 chỗ, biển số tỉnh Bình Dương, chạy trên đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều do anh DCB 31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cầm lái chở vợ ngồi sau. Va chạm làm vợ chồng anh B ngã xuống đường nhưng ông T không dừng lại nên bị anh B và người đi đường đuổi theo. Di chuyển được khoảng 700m, ông T dừng xe thì bị người dân đuổi kịp và báo cho công an ra xử lý. Lúc cán bộ công an phường 7 có mặt làm việc, ông T có hành vi chống đối, không chấp hành khi cán bộ công an đứng gần ghế lái, cửa ô tô đang mở để đề nghị xuống xe và đưa chìa khóa, thì ông Tê tăng ga vọt đi. Do tình huống xảy ra quá nhanh, cán bộ công an không kịp né tránh, nên bị cánh cửa ô tô va vào vùng mặt làm choáng váng. Trưa 28 tháng 10, đội cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp đã xác minh được người điều khiển xe và đưa người đàn ông này về trụ sở để lấy lời khai. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Trang, 51 tuổi, chú huyện Trần Văn Thời, Cà Mau để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 đến 8 năm trước, bà HNT 48 tuổi và Trang quen biết nhau. Trang cho rằng mình từng hỗ trợ việc buôn bán của gia đình nạn nhân. Hơn một năm trước, cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bà T đòi chia tay vì có người mới. Chiều ngày 27 tháng 10, sau khi uống rượu đến khoảng 21 giờ, Trang gọi điện cho bà T nhưng bị chặn liên lạc. Bực tức, Trang nảy sinh ý định giết bà T. Đến khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 10, Trang trèo lên nóc nhà bà T và dùng kéo cắt mái tôn để vào nhà. Sau khi vào đến giường ngủ của bà T, Trang đã dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến bà T bị thương. Lúc này, chị dâu của bà T ở cùng nhà phát hiện sự việc và chi hô. Mọi người nhanh chóng đưa bà T đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bà T tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, nghi phạm Nguyễn Thanh Trang đã có vợ con và sống cách nơi bà Tê buôn bán khoảng 1 km, làm nghề buôn bán nước đá. Chồng bà T bị tai nạn giao thông và nằm liệt giường khoảng 4 năm nay. Bà Tê thuê 4 căn nhà để buôn bán hàng gia dụng, quần áo. Tối ngày 28 tháng 10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế điều khiển xe container mắc kẹt dưới gầm cầu vượt ngã tư sở, quận Đống Đa. Theo đó, gần 18 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao ngã tư Sở Trường Trinh, kịp thời phát hiện xe container mang biển kiểm soát 63C088XX kéo theo dơ móc bất ngờ đi vào trong thành phố trong khung giờ cao điểm. Khi quay đầu tại gầm cầu vượt ngã tư Sở, do sợ va chạm với cầu, tài xế không dám di chuyển. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập tức hướng dẫn lái xe quay đầu, tránh va chạm với kết cấu của cầu vượt, đồng thời kiểm tra xử lý tài xế theo quy định. Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế VHT, sinh năm 1990, trú tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, anh điều khiển xe đi trên cầu Vĩnh Tuy và muốn tìm đường về Pháp Vân nhưng do lạc đường nên đi theo bản đồ trên đường vành đai 2 trên cao và xuống nút ngã từ sở dẫn đến vi phạm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế T với lỗi điều khiển xe không chạy đúng thời gian quy định. Tài xế T sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Sáng 29 tháng 10, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Ghi nhận sáng 29 tháng 10, an ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự phiên tòa chỉ một số ít phóng viên được vào phòng xét xử tác nghiệp, còn lại phóng viên tác nghiệp không được sử dụng các thiết bị điện tử, ghi âm ghi hình, chỉ được sử dụng giấy bút đã chuẩn bị sẵn. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Công Đồng, tòa triệu tập 13 bị cáo, trong đó 11 bị cáo có mặt, 2 bị cáo vắng mặt. Hai bị cáo vắng mặt là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC và Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty AIC bị cáo nhàn và sơn vắng mặt do bỏ trốn ra nước ngoài. Tại phiên tòa, 21 luật sư có mặt, 2 luật sư vắng mặt, 20 người liên quan vụ án có mặt. Những người vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên phiên tòa vẫn tiếp tục. Sau phần thẩm vấn tư cách tham gia của các bị cáo, luật sư và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, hội đồng xét xử bước sang phần công bố bản cáo trạng của đại diện viện kiểm sát tham gia công tố và kiểm sát xét xử phiên tòa. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung, cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC, bị truy tố tội đưa hối lộ. Bảy bị cáo còn lại gồm Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty AIC, Lã Tuấn Hưng, tổng giám đốc tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Nguyễn Đằng An, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Nguyễn Kim Huân, nguyên phó phòng kế hoạch tổng hợp, ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh. Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh đều nhân viên AIC. Đặng Xuân Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value, bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Hoàng Công Trình sinh năm 1986 và Đặng Hữu Biểu sinh năm 1973 cùng chú huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắc về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Trước đó, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024. Trình và Biểu tự giới thiệu là nhà báo của một tạp chí có trụ sở tại Hà Nội, rồi đi đến các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghệ An. Tại đây, Trình và Biểu không xuất trình thẻ nhà báo, mà chủ động quay video tư liệu về các hoạt động của công ty doanh nghiệp. Cả hai sau đó về soạn tin bài có nội dung phản ánh, rồi gửi lại doanh nghiệp nhằm đe dọa và yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua. Vào cuộc điều tra xác minh, công an xác định Hoàng Công Trình là phóng viên thử việc tại một tạp chí, còn Đặng Hữu Biểu không phải là phóng viên báo chí. Ngày 25 tháng 10, công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu khi các đối tượng đang nhận 25 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương. Tại hiện trường, công an thu giữ 25 triệu đồng tiền mặt, một xe ô tô, ba điện thoại di động, một máy ảnh, một camera quay phim, một máy tính sách tay, hai thẻ, nghi thẻ nhà báo giả và nhiều giấy tờ liên quan. Bước đầu công an xác định khoảng tháng 5 năm 2024, các đối tượng đã làm giả thẻ nhà báo để đi quay phim chụp ảnh tại các doanh nghiệp nhằm đe dọa tống tiền. Đến ngày 9 tháng 10 năm 2024, Hoàng Công Trình được nhận thử việc 3 tháng tại một tạp chí nên đã xin giấy giới thiệu của tạp chí này để đi quay phim chụp ảnh nhằm chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp. Từ tháng 9 năm 2024 đến nay, các đối tượng đã cưỡng đoạt của 5 doanh nghiệp tại huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An với số tiền 57,2 triệu đồng và một điện thoại di động trị giá 21 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp khác tại các tỉnh miền Trung với số tiền hàng trăm triệu đồng. Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo thông tin từ ông Giao Quốc Thắng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vạn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện cô Nguyễn Thị N, 45 tuổi, giáo viên lịch sử, vẫn đang xin nghỉ ốm chưa thể đi làm kể từ sau khi xảy ra xô sát với thầy Phạm Văn N, giáo viên tin học. Ông Thắng cho biết trong bản tường trình thì thầy Phạm Văn N khẳng định là cô N là người ra tay trước, sau đó mới dẫn đến cuộc xô sát giữa đôi bên. Nhà trường sẽ đợi đến khi nhận được bản tường trình của cô Nguyễn Thị Nờ rồi làm việc với riêng từng người, sau đó sẽ yêu cầu cả hai viết bản kiểm điểm và hội đồng tổ chức kiểm điểm. Ông Mai Ngọc Long, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Diễn Châu cho biết, đoàn công tác của phòng giáo dục gồm một phó phòng và ba chuyên viên đã xuống trường làm việc. Phòng giáo dục đào tạo xem xét tình hình, nếu cần thiết sẽ tạm đình chỉ hai thầy cô để tổ chức kiểm điểm chủ tịch xã diễn phong ông phạm thanh vương cho biết đã nhận được đơn của cả hai thầy cô cô n tố cáo thầy n hành hung thầy n thì tố cáo bị cô n đánh và bị đau một số vị trí trên cơ thể ông vương cũng như hiệu trưởng trường trung học cơ sở vạn phong đều xác nhận khi vụ việc xảy ra thì không có ai chứng kiến trong khi đó ông nguyễn văn l chồng cô n chia sẻ khi đến hiện trường xảy ra vụ việc thì thấy có nhiều mảnh vỡ thủy tinh Vợ ông bị sưng ở mặt, tay bị đau và tâm lý hoảng loạn, phải đưa đi Bệnh viện 115 Nghệ An chụp chiếu điều trị. Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2024, ngay tại trường trung học cơ sở Vạn Phong. Cô giáo Nguyễn Thị N và thầy Phạm Văn N sau khi lời qua tiếng lại đã dẫn đến xô sát. Cô N sau đó phải nhập viện cấp cứu và nghỉ dạy cho đến hôm nay bà n cho biết từng có mâu thuẫn với ông n liên quan đến chuyện tiền bạc hiện hai bên đã không còn nợ nần gì nhau trước cuộc xô sát này bà n và một số cán bộ trong trường đã bị nhiều tài khoản facebook đăng tải nội dung xúc phạm đến danh dự nhân phẩm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can Ngô Chí Anh, sinh năm 2006, Phạm Ngọc Minh Châu, sinh năm 2006, cùng chú tại Đống Đa, Hà Nội và Lê Đức Anh, sinh năm 2006, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội về tội giết người; Phạm Vũ Ngọc Sơn, sinh năm 2007, trú tại Gia Lâm, thành phố Hà Nội về tội gây dối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 18 tháng 8, Sơn và Lê Minh Phú, sinh năm 2007, trú tại Ba Đình, Hà Nội, cùng năm đối tượng khác rủ nhau từ Hoàng Mai lên khu vực phố cổ. Nhóm này đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua hàng loạt tuyến phố Thịnh Liệt, Kim Ngưu, Trần Khát Trân, Phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Phan Chu Trinh, Nhà Hát Lớn, Đê Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Xã Đàn. Khi di chuyển đến phố xã Đàn, Sơn chạm mặt nhóm Chí Anh, Đức Anh, Minh Châu. Lúc này, hai thanh niên trong nhóm Chí Anh ném mũ bảo hiểm vào người và xông vào đánh Phú. Bị đánh, nhóm Sơn bỏ chạy, nhóm Chí Anh đuổi theo Sơn với tốc độ cao. Về đến phố Khâm Thiên thì xảy ra va chạm với xe máy của anh A, chú tại Đống Đa, Hà Nội đang qua đường. Cú đâm mạnh khiến anh A tử vong tại chỗ. Phú bị gãy xương hàm, gò má, tỷ lệ thương tích sơ bộ là 16% và Sơn bị xây xước tay chân. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra khởi tố các bị can Phạm Ngọc Minh Châu, Ngô Chí Anh về hành vi cố ý gây thương tích làm chết người. Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố đối với hai bị can trên sang tội danh giết người. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ. Theo thông tin từ báo dân trí, mới đây, công an phường Tân Phong, quận 7 xác nhận đơn vị này đã triệu tập tài xế taxi công nghệ liên quan vụ hành hung người phụ nữ lái ô tô trên đường 40, khu định cư Tân Quy Đông. Trong khi đó, chị PST, 35 tuổi, ngụ quận 7 cho biết, công an phường Tân Phong đã mời chị đến trụ sở lấy lời khai ngay sau khi chị bị nam tài xế hành hung. Tại đây, chị đã gặp lại tài xế taxi công nghệ đánh và chửi bới mình trước đó. Sau khi ghi lại tường trình, cán bộ công an yêu cầu tôi đến bệnh viện khám vùng đầu, vùng mặt bị đánh, tôi đang thấy đau và ngày mai sẽ đến bệnh viện khám, cung cấp kết quả cho công an, chị Tê nói. Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là tài xế ô tô công nghệ mở cửa bước xuống xe, sau đó đánh người phụ nữ đi ô tô phía sau. Sự việc được camera hành trình ô tô của người phụ nữ ghi lại, sau đó người này đăng lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của dư luận nhiều lượt bình luận chia sẻ thời điểm đó cả hai hướng đều có ô tô đang dừng đậu song song khiến tuyến đường bị thu hẹp nhiều xe di chuyển qua khúc này khó khăn lúc này chị thấy ô tô công nghệ do người đàn ông kia cầm lái chạy phía trước bất ngờ dừng lại bật đèn ưu tiên chị tê có bật đèn xi nhan trái đánh lái sang trái định vượt lên tuy nhiên ô tô này cũng đánh lái sang trái theo chị tê có bóp còi 3 lần thì người đàn ông mở cửa bước xuống xe tiến tới và tắt mạnh vào mặt chị tê Người này đến đập cửa hỏi tôi bóp còi cái gì. Tôi nói xin đường, liền bị ông ta dùng tay tát vào mặt. Pha hành hung diễn ra khoảng 5 giây, chị T kể. Sau khi bị đánh, chị T xuống xe nói chuyện với người đàn ông và hô hào người dân gọi công an nhưng không ai giúp đỡ. Chị T cho biết thêm, tài xế taxi công nghệ dừng ô tô trên đường, trong khi phía đối diện có một ô tô khác đang đậu. Tài xế này nói chuyện hung hăng và thách báo công an.